Đấy nha. Đấy, hai con, một con xanh một con đấy. Đấy. Đấy, ui đấy. Bắt được nhiều đấy nha. Hôm nay là ấy à, con nhiều nhảy quá. Không kìa. Cái con này phải ăn trước. Con nhìn ta phải ăn thế này. Úi giời, crop cái nha. Được đấy, ăn thôi. Ôi, chú ăn cả cánh á. Cũng là không ăn, giòn lắm, cánh nó giòn lắm. Xin chào các bạn nha, hôm nay chú cháu tôi đi tìm xoài ăn đêm. Xem có con dế mèn châu chấu là con gì không. Đó. Đang nghe tiếng nó kêu mà nhỉ. À, chắc nó kêu. Nghe rọc rọc cái gẹt đâu ấy. Chóc chóc đấy nhỉ. Đây, đây, đây. Con này nữa. Đây. Bắt được rồi. Ai. Đi rồi à? Được không? Rồi. Đấy. Ôi dồi. Ôi dồi. Này ăn rồi. Tốt đấy. Loại này được cân chứ nào. Đấy đây còn một con đúng không hả? Đâu? Đấy. Thảo đấy. Ui nhỉ. Con này sao màu nâu nhỉ? Nâu. Sao có một loại màu nâu màu xanh này? Ôi dồi. Đột biến con, à? Con này to, có con này nhỏ hơn con kia. À, đấy. Bắt luôn nhá. Vâng, bắt luôn. Ây da, được đấy, rồi. Hai con. Thôi đút vào túi đi nhỉ. Ơ, mang túi để làm gì? Ây da, được hai con rồi. Có tạo đến ăn. Mấy kia rót hết đầy ấy mà. Cái này gọi là con chóc chóc đấy. Con chóc chóc. Úc cái gì trong đây kìa. Đấy, đây. À đấy có một con mà. Đây. Ủa. Nó đang leo. Nó đi tìm bạn của nó à. Chắc đến mùa tao phối ấy nhỉ. Ôi ôi. Ôi bán luôn đi. Con con nó chạy mất. Ây ra. Đấy. Đâu nó bao tải như thế nữa. Cắt luôn chân đi. Không có tí nữa nó bỏ mất. Đấy. Nó hay bay nhanh lắm con này. Ừ con này bay xuống rồi. Nhưng mà còn gáy chứ. Còn mấy con gáy ở đâu ấy, ngay rồi rồi lẹt ở trên ấy. Đằng trên kia kìa. Biết cái chuối này có không? Kêu rock crack à. Ôi, đây. À đây à. Bắn luôn con này. Ây da. Được canh đấy, có một con gì ở trên đấy, nó động nó chạy phát nhỉ. Chạy ra. Tìm xem dưới nào có nó. Hay là nó rơi xuống dưới rồi. Chạy thằng nào. Chắc là xuống dưới nhỉ quá, rơi xuống đây rồi quá. Ơ, cái gì đấy? Đâu rồi? Nghe thấy thế nó rồi. Tiếng lá cây, thấy lá cây. Hay đấy. Thế thế còn con đấy rơi xuống đây nha. Ôi đây. Có phải hai con này màu xanh với màu nâu này nó cùng một loại không đây. Hay là khác loại? À cái này nó cùng một loại nhưng mà cái màu này nó xanh và cái này nó màu nâu. Sao nó lại khác nhau kiểu đấy nhỉ? Thế rồi được rồi. Trên này còn rất là nhiều nhưng mà nó còn kêu nó rét đầy chứ bà. Kêu đấy có một con này đang bòi. Ui đấy úc con này bé thế. Ý, bé nhưng mà nó ngon. Chẳng bắt thế nào nhỉ. Ui bay rồi. Mất canh rồi. Còn không? Mất rồi quá. Ui đây này. Nó ở trong lỗ chui ra sao nhỉ. Đây. Đúng rồi có con này. Đấy. Ây da, phải nhặt luôn chứ. Chứ phải răng ăn chứ. Có mắt rồi thế nhá, mình soi đèn pin thì sẽ mắt đỏ lo nhá. Mắt đỏ. Rồi. Toàn sông đông cứt thế này. Ây da, cái giống nó chui từ giống lên thế qua. Đây này, có hàng ở đó này. Ây da. Đấy. Rồi. Sao, con này. Sao từ đống phân nó lại ăn cây cỏ nhỉ? Ôi, cái này nó chui từ đất lên thôi. Nghe mà soi thử thế nó có mắt như con bọ hung ấy. Cái con này nè. Ôi đây này. Đấy. Nhả luôn đi. Con này là ăn cỏ nhỉ? Hay nhỉ? Ăn cỏ. Đây này. Nó khè rồi. Chắc nó chưa kịp ăn đâu. Chui vào đây. Vừa chui lên. Vừa mới chui từ dưới lên.
Đấy, có mắt đấy nha, như bọ hung đấy nha, cái loại này nha. Ban đêm nó mới bay từ dưới đất lên. Đấy, con này này, đây này. Đấy, đấy, đấy. Ô, con này trốn kỹ thế. Đấy. Đấy. Chắc khu bên này có nhiều thế nhỉ? Nhiều. Nó chưa kịp ăn. Ô, chỗ này này ăn rồi này. Ăn rồi, đấy là ăn đấy. Nó ăn thì nỗi rách hết cả lá. Đây, vừa mới ăn xong đây này. Đây này, nó vừa mới gặm xong, mới cúm cù này, nó chạy vào nước này. Chỗ này một đàn ở dưới chỗ thôi, cái đống phân này đấy. Đấy, nó bò từ dưới lên quả. Giống này này. Đấy, sau khi chú cháu tôi là bắt được rất là nhiều về đó. Về tí răng. Đây, đây cái lọ đây ạ. Đây, lọ. Đây ạ. Rất nhiều, cái răng. Bây giờ cho vào cái. Đó, cho cái gì nhỉ? Cho vào cái xong này rửa. Đây. Đây, có xong nước này à. Đấy các bạn nha. Đây. Đấy. 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 Đấy nha. Hai con. Một con xanh, một con đấy. 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 Ui đấy. Bắt được nhiều đấy nha. Hôm nay là ấy à, con nhiều nhảy quá. Ốc cung kìa. Đấy. Đây nha. Ui. Rồi, chế biến thôi nhỉ. Có loại này thì ăn lá ngô. Hay. Loại nữa, hai loại. Hai loại, loại ăn lá ngô. Ui, nhiều. Một đại tiệc côn trùng rồi. Cái này bây giờ mình rửa đi xong rang luôn thôi. Vâng. Đấy nha. Rửa qua rồi. Xong luôn đi. Ôi, xong. Ở đây. Không phải lấy mớ đâu. Con chọc chọc này có rửa không? Rửa tất chứ. Rửa tất à? Rửa. Cho nước vào đi không? Đây, cho đây. Rửa đi. Phải rửa chứ. Đấy, được rồi, nước thế thôi. Đấy, rửa đi xong cái rang ta mới nhấm chứ. Phong, nện cả cánh luôn quả. Bật cánh nó hết đi, mất chất đấy. Mất chất, nện luôn. Thế thì ăn đến đâu ta bốc lên đấy rồi. Nhặt vào cái gì à? Rửa nó rơi ra ngoài mất rồi. Rửa xong rang lên này, ta ăn đến đâu ta bốc lên đấy như kiểu mình rang lạc cái thôi. Không cần mưa. Rang thế, rang chín thì ăn được à? Cần muối không? Cho mỡ vào chứ nhỉ? Cho mỡ vào cho không ngon. Có mỡ về lại. Không có mỡ thì thôi. Thôi cứ rang cho chín là ăn được à? Về nhà lấy thôi. Thôi không về nữa. Làm luôn đi. Về nhà 3 cây nữa. 3 cây, 4 cây xô. Thôi rồi. Cứ bắt ra đâu. U nó nhảy, đang nhảy à? Đang cua. Không khe. U thì nhảy hết ra đấy. Nhảy không? Đấy. Ý ơi, cái mặn quá. Ây da, lại mặn quá. Chín rồi. Ui. Vớt hai ba con chết ra để nướng không? Nướng ít nhỉ? Nướng thì cho để ăn luôn mà. Chín rồi. Cái giống này là hết ẹ lòng ăn đấy. Hết ẹ lòng ăn, không có cái cửa nữa là điện thôi. Nó có ẹ không đấy? Quả. Nó có ẹ nó không? Chắc không có đâu nhỉ? Vẫn có à? Hết ẹ lòng ăn tức là nó kêu o o đấy, nó không kêu nữa thì ta ăn đấy chứ. Giống này nó có máu rồi. Ông ấy đi đâu rồi? Đây. Đang đi tìm bát đũa. Bát đũa. Đũa hôm kia có 100 đôi chưa? Ba cây số nữa rồi, về đến nhà lấy rượu. Hỏng hết bánh kẹo đấy, chú cháu cũng đang chén xong rồi. Cho ông là... Ba cây số dừng rồi, về nhà lấy rượu. Cái này á? Ở đây á? Ủa cái này là cái gì? Cái này chuồng gà chứ. Ủa, cho ông mang một chuồng gà đấy. Đây. Ông lấy chanh gà đấy à? Ông sợ là họ lấy trộm mất cho nên là mâm mà để chuồng gà. Là ông đi chanh con gà. Ô, con này hơi cháy rồi, không có mỡ miếc gì. Đấy cháy đen gì. Để chanh về lấy mỡ tí. Thôi. Lấy mỡ thì nó ấy quá. Xa quá, ba cái chỗ dưới ông đi đồi này. Lần sau đổ đây không? Hay là kia nó? Để thế thì để mà đổ xuống thì đổ. Để thế nào thì để.
À. Đổ ra đây cũng được. À, đổ ra đây đi nhỉ. Đây đằng nào ơi. À, bốc ăn bốc cho nó ngon. Đấy. 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 Tụi cháu ông cháu rút kinh nghiệm là lần sau đi rừng thì phải chuẩn bị mỡ muối đúng trước. Rồi. Này hôm nay cũng để chuẩn bị rồi mà quên mất. Ừ. Ồ, đúng rồi. Này. Ô, có ba bát thôi à? Đấy, cái đây đấy, cái bát to này. Cái bát to đấy. Ít thôi, có mẹ nó say bia đấy. Đùa này. Thế thôi. Đùa này 100 đô. À, dạ. Uống bia đấy nhá. Này, bia cỏ đấy. Bia chính hãng, ra bọt âm âm này. Ôi dạ, đấy. Thấy chưa? Chính bia đấy. Ừ, cái này uống xong. Thế thôi. Bia gì đây? Hà Nội à? Đấy. À, bia Hà Nội. Vừa mới rót ra đây. Hốt. Ờ, mời. Mà bát mời bia đây đây là mời nhá. À. Đấy. Đó hơi đấy chứ. Thưởng thức không khí ở Hà Nội. Ờ, bia Hà Nội. Ăn một lần thôi. Úi dồi. Hết mất rồi. Mày ăn thôi. Thôi, ăn thôi. Nào. Con này phải ăn trước. Con này nhìn ta phải ăn thế này. Ừ. Úi giời, crop cái nhỉ. Được đấy, ổn béo lắm. Giòn đấy. Nè xem nào. Ừ. Ú nhỉ, cái này trắng nhỉ. Ừ, đó. Đây, cái của nó trắng này. Ăn luôn thế này thôi, đúng không? Mình nó trắng. Mời ông ăn đi. Mời đi. Ừ, ăn luôn thôi. Mời luôn đi. Ừ. Đấy. Ừ. Ui, chết rồi con cua cuội à? Con bay. Ăn thôi, mời thôi. Ừ. Ăn thế thôi. Mà ăn tuấn. Ôi, chú ăn cả cánh á. Cũng là không ăn, giòn lắm, cánh nó giòn lắm. Ăn tuấn quả. Ăn thôi, mới ăn đi. Ăn đi. Rồi, ăn rồi. Ăn đó. Ăn đó ạ. Bác thì vặt cánh đi. Giòn không? Vừa muối thôi. Vừa muối. Nhỉ, tiếc quá không có cả không có cả ớt nhỉ. Thành ra cứ xào xiếc bậy bạ linh tinh đi được. Có ớt vào thôi, tuyệt vời. Đấy, mình là ăn con bọ hung này nhá. Ăn bọ hung. Con bọ hung này ngậy thế nhỉ, ngon đấy, ngọt lắm. Chính ra cô cháu từng ăn con có mỡ là không ngọt ngọt vào con này đâu. Thì ra xào khô thế này mới ngon. Ừ, rang luôn quả. Rang khô con bọ hung này. Cái này trước là cho mỡ vào không ngon. Không ngon. Ôi, cái này ăn nó phải thế cái này chứ. Cái thái và tomato đỏ. Tomato đỏ bác. Ăn được. Béo ơi béo ra đấy ông ạ. Ngon lắm đây. Ngon lắm. Ngon là gan với lá cây ngô. Ồ được đấy nhỉ. Làm hàng đấy. Hàng đấy ông. Hết hơn nửa rồi. Ôi giời dạ, ông quyết định hội đồng CP là ông đánh một mình. Ui giời. Lão sư phụ không kém cạnh. Ai da, được. Ngon. Ngon đấy. Nào, bây giờ mình uống. Hay làm cái con bà mó tay rồi gắp đũa nó cứ giống này nó trơn lắm, khó gắp lắm. Trơn lắm. Này mới gắp đũa. Này, cái giống này gắp đũa khó đấy. Thì nó nhỏ này mà nó trơn. À được. Làm luôn thôi. Con này liệu có phải họ hàng bọ hung không nhỉ? Ừ, giống nó đấy chứ. Đúng rồi, họ hàng bọ hung đấy. Ồ, mì khoai. Ngon lắm. Dùng được không? Dùng được à? Ngon lắm. Dùng được. Ăn được đấy. Ừ. Ông dùng tay trái à? Ừ. Tay trái cho gần tim. Ừ, để ông phải dùng thế. Ừ. Ngon đấy, ăn được đấy. Ô, thằng cu này sợ à? Alo. Chắc từ bé chưa bố mẹ chưa cho ăn bao giờ. Ừ, ăn rồi nhưng mà bị dị ứng. Ăn luôn cái đùi. Nó to này cơ mà. Ú, này còn hơn cả đùi gà đấy. À. Ôi dồi. Ôi, đây là cái móng. Móng vuốt à? Ừ, đây là cái móng vuốt để mai cho nó bỏ. Móng vuốt để cho con chim. Ừ, đúng rồi.
Nhắm hoa quả sơn với rượu đấy em. Đấy, phải nhắm thế này này. Nó còn bò, cái quả này không được. Ui. Có cả sâu ăn thế này. Thế này này, ăn uống gì? Này. Con này nó chín rồi, nó còn thích ăn hoa quả đấy, sơn thế này. Nó còn bầu có gì. Đấy, nó đang gặn này. Thôi thì mình cũng ăn thật là mồm. Ăn luôn cả nó. Được. Trộn lẫn. Ừ, ngon lắm. Ăn thôi, ăn cái con này đi. Ui, chóp chóp này. Ăn thôi. Long, long cả ấy rồi. Dưới ra ngoài rồi. Rơi một miếng à? Ừ, cái đùi này ngon hơn cái này. À. Ừ. Cái này là thân nó nhỉ? Ừ, thân nó. Vàng ươm. Ừ, vàng, nên ngon lắm. Ừ. Này đùi nó. À, ăn đùi trước chứ. Đùi nó to hơn đùi cho cháu nhỉ? Ừ. Làm tiệp. À, ăn đi ông. Ngon thế cơ mà, không ăn à? Đấy. Ăn hả? Ăn rồi. Để xoay với nước. Để xoay. Có loại trôm trôm à? Trôm trôm à? Loại trôm trôm, loại này khác. Có con trôm trôm ấy. Ăn rồi. Loại này hệ nhà cháu cháu. Có loại này mới là cái hệ con trôm trôm. Loại này hệ trôm trôm. Hệ trôm trôm kìa. Loại cái có loại trôm trôm. Ăn rồi. Đấy, đến côn trùng nó còn phân biệt màu da này. Màu sắc. Áo giáp của nó nện luôn. Áo giáp sắt nện tớt. Ừ. Con này hơi dài à? Ừ. Ôi, ông nhai mãi không được này. Cứ bộ giò. À, bộ giò này. Bộ giò ông không ăn. Cái này là cái bộ giò bị nhai. Con này chuyển đến 3. Đó. Ăn quả nào thế ông bộ làm thật rồi. Ăn sắp đôi luôn. Chắc là ăn kiểu này ngọt ngon hơn đấy nhỉ. Ngon ngon. Ôi hóa ra chú croc một phát rồi. Cháu tưởng chú chấm súp rồi. Cũng chấm hơi cứ nè lại bầu à. Ăn đến đâu nó cứ chanh lên đấy. Đấy, con này sắp ba, sắp đôi rồi. Hai con nhỉ? Hai con hay một con? Một con. Ui, cuốn đầu à? Con này to đấy. Ngon lắm. Đã. Nhỏ hết đấy, ăn thử chật. Nghe đóp đóp này, ăn được đấy. Ây à. Được đấy. Ăn được chứ, cứ giặt. Đúng rồi con, cứ thế. Đây là mua thịt. Xiêm khoảng. Ui. Thế là ông được vào chục cánh đồng kia chưa? Đây. Vào ngay chỗ chum ấy. Đấy là ấy à. Thế sao mà đánh nhau cả Mỹ miếc mà ném bom thế mà còn cái cánh đồng chum vẫn còn nhỉ? Cái chum đấy. Cái chum bây giờ đơn vị Lào nó cho một đơn vị bảo vệ cái chum. À. Cái chum to nhất